Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Làm Như Thế Nào. Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến các bạn cách lưu dữ liệu trên máy móc sử dụng công cụ Time Machine. Time Machine là công cụ hữu ích để lưu dữ liệu trên máy móc. Các bạn có thể bắt đầu sử dụng theo phần giới thiệu cơ bản sau. Ở phần giới thiệu này chúng tôi sử dụng hệ điều hành Mac OS X 10.9 Maverick trên máy Mac Pro có ổ gắn ngoài. Để bắt đầu thực hiện, trước tiên các bạn vào Launchpad, sau đó chọn Group Other. Ở đây chúng ta thấy công cụ Time Machine, các bạn click vào đó để khởi chạy phần mềm. Sau khi chạy phần mềm sẽ có bảng hiển thị thông báo rằng chúng ta chưa lựa chọn phân vùng để backup bằng Time Machine. Tại đây các bạn nhấn vào nút Setup Time Machine. Ở chế độ mặc định, Time Machine ở trạng thái off. Chúng ta bật chức năng này lên bằng cách chuyển sang on. Sau khi chuyển sang trạng thái on, sẽ có một bảng thông báo yêu cầu chúng ta chọn ổ để sao lưu. Để chọn ổ sao lưu, chúng ta có thể chọn ổ gắn ngoài hoặc là một phân vùng khác chưa được sử dụng đến, vẫn còn trống trên ổ cứng. Các bạn click vào để chọn ổ, sau đó chọn Use Disk. Sau khi chúng ta nhấn Use Disk, sẽ có cảnh báo xóa toàn bộ dữ liệu trên ổ hoặc phân vùng được chọn. Sau khi các bạn chắc chắn toàn bộ dữ liệu quan trọng đã được sao lưu trên phân vùng hoặc ổ đó, các bạn chọn tiếp Erase. Sau khi click Erase, máy sẽ tổ chức phân vùng lại vùng ổ mà bạn vừa lựa chọn. Và phân vùng này tất nhiên là theo định dạng của hệ điều hành Mac OS X. Sau khi phân vùng xong, các bạn có thể thấy biểu tượng của phân vùng này ở bên tay trái của màn hình. Sau khi xong, chúng ta click chuột vào Navigation Bar sẽ thấy trạng thái của máy Preparing to Backup, tức là máy đang chuẩn bị để sao lưu. Sau khi chúng ta thiết lập xong, máy sẽ thực hiện việc backup tự động. Các bạn mở công cụ Time Machine ra và các bạn có thể thấy máy thông báo thời gian backup, dung lượng ổ đĩa, dung lượng sao lưu. Sau khi việc sao lưu hoàn thành thì thông báo hoàn thành sẽ hiện ra. Trên cửa sổ ứng dụng các bạn có thể thấy các thông số như thời gian thực hiện việc backup gần nhất, thời gian thực hiện lần backup tiếp theo. Chúng ta xem trên ổ sao lưu có thể thấy tất cả các dữ liệu sao lưu hiện ra. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra việc backup từ Time Machine trên Navigation Bar. Trên Navigation Bar chúng ta click vào biểu tượng Time Machine, sau đó chúng ta chọn Enter Time Machine. Như ở đây các bạn thấy các bảng sao lưu được sắp xếp theo thời gian. Nếu các bạn vừa thực hiện những thay đổi quan trọng trên máy hoặc vừa thêm những dữ liệu quan trọng nhưng chưa đến thời điểm sao lưu tự động của công cụ Time Machine, các bạn có thể thực hiện việc sao lưu thủ công bằng cách click vào biểu tượng Time Machine ở trên thanh Navigation Bar. Tại đây các bạn nhấn vào Backup Now. Click tiếp vào biểu tượng của Time Machine ở trên thanh Navigation Bar. Chúng ta có thể thấy công cụ đang thực hiện sao lưu lại. Vậy là phần giới thiệu về công cụ sao lưu Time Machine trên Mac đã hoàn thành. Chúc các bạn thành công và luôn đảm bảo dữ liệu của mình được an toàn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.